Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Trước hết là vài dòng tin chính hôm nay. Cờ của Hezbollah và bất kỳ tổ chức khủng bố nào khác sẽ bị cấm trong cuộc biểu tình ủng hộ Palestine vào ngày mai. Những tên tội phạm có vũ trang đã giết chết ít nhất 70 người tại một thị trấn ở Haiti bằng súng trường tự động. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tạm dừng thu phí khi đường xá xuống cấp không đạt chuẩn. Sau đây là bản tin chi tiết. Cờ của Hezbollah và bất kỳ tổ chức nào khác được liệt kê vào danh sách khủng bố sẽ bị cấm trong cuộc biểu tình ủng hộ Palestine vào ngày mai trước dịp kỷ niệm 7 tháng 10, ngày khởi đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas nhóm tổ chức biểu tình ở Sydney và sở cảnh sát New South Wales đã đạt được thỏa thuận sau những báo cáo cho biết một số người biểu tình đã mang cờ Hezbollah tại các cuộc tuần hành trước đó. Ủy viên cảnh sát New South Wales bà Karen Webb cho biết chi tiết về địa điểm và lộ trình của cuộc biểu tình vẫn đang được đàm phán trước khi chính thức được chấp thuận. Nhưng bà cho biết ban tổ chức đã chấp nhận điều kiện cụ thể nêu trên. No flags. Portraits không có cờ, chân dung hoặc biểu tượng nào liên quan đến một tổ chức khủng bố bị cấm được phép trưng bày. Lực lượng cảnh sát New South Wales sẽ làm việc với ban tổ chức để bảo đảm an toàn cho cộng đồng. On to the of the liên quan đến Daylight Saving, vào 2 giờ khuya hôm nay, đồng hồ trên các thiết bị thông minh tại một số tiểu bang của Úc sẽ tự động chuyển sang 3 giờ sáng. Các tiểu bang này bao gồm New South Wales, Victoria, lãnh thổ thủ đô Úc, Nam Úc và Tasmania. Đối với các thiết bị không có tính năng đổi giờ tự động, quý vị nhớ chỉnh giờ thêm một tiếng trước khi đi ngủ vào tối hôm nay. Đến với tiểu bang Victoria, trẻ sơ sinh có nguy cơ ở Victoria sẽ được tiêm vaccine miễn phí chống lại virus hợp bào hô hấp, gọi tắt là ASV, từ mùa đông năm sau. Vaccine này có tác dụng bảo vệ trong năm tháng. Các ca nhiễm ASV thường đạt định điểm từ tháng 4 đến tháng 9. Thủ hiến Jacinta Allen cho biết, chương trình này sẽ giúp giảm bớt áp lực cho các bệnh viện, nơi đã chứng kiến hơn 3.800 trẻ sơ sinh nhập viện do ASV trong năm ngoái. Were... Một trong những đứa con của tôi khi mới chỉ vài tháng tuổi đã mắc phải ASV. Đây là một căn bệnh thật sự khủng khiếp và có thể gây tử vong cho những đứa trẻ nhỏ và ốm yếu. Đến với tin quốc tế, những tên tội phạm có vũ trang đã giết chết ít nhất 70 người ở Haiti sau khi tràn vào một thị trấn và bắn súng trường tự động vào người dân. Vụ thảm sát được cho là đã xảy ra ở Ponson, một thị trấn sản xuất lúa gạo lớn ở vùng Atibonite của Haiti và là một cửa khẩu quan trọng nối thủ đô với phía Bắc. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy xung đột đang trở nên tồi tệ hơn ở quốc gia vùng Caribe này, nơi các băng đảng có vũ trang kiểm soát hầu hết thủ đô Port-au-Prince và đang mở rộng địa bàn sang các khu vực lân cận phát ngôn nhân của Liên Hiệp Quốc Stefan Dujaric nói rằng cần phải nhanh chóng tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng này. The... Tổng thư ký nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực chung do Cảnh sát Quốc gia Haiti và Phái bộ Hỗ trợ An ninh Đa Quốc gia thực hiện. Những nỗ lực đó cần được hỗ trợ. Đến với tin Việt Nam, đài VOA tiếng Việt trích nguồn báo chí trong nước cho biết liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam đã góp ý với bộ giao thông vận tải rằng cần phải có thêm quy định pháp lý về các trường hợp tạm dừng thu phí đường bộ đặc biệt là khi đường xuống cấp không bảo đảm về tốc độ và an toàn cho xe cộ nhiều doanh nghiệp đã nói với VCCI rằng họ đặc biệt lo ngại về việc đường xa xuống cấp, không đạt chuẩn, nhưng vẫn phải nộp phí. Chẳng hạn như tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên và 6 tuyến khác bị xem như chưa đạt tiêu chuẩn an toàn đường cao tốc, với 15 vụ tai nạn giao thông xảy ra từ năm 2022 đến tháng 10 năm 2023. Bên cạnh đó, VCCI cũng đề nghị bổ sung quy định cho phép các chủ xe, đặc biệt là các hiệp hội doanh nghiệp vận tải, có quyền giám sát chất lượng đường xá và kiến nghị đến cơ quan quản lý về việc dừng thu phí khi chất lượng đường xuống cấp. Ngoài ra, cần có một cơ chế độc lập nhằm kiểm tra chất lượng đường và quyết định dừng hoặc tiếp tục thu phí khi hiệp hội doanh nghiệp và cơ quan quản lý tuyến đường không thể thống nhất ý kiến. Sau đây là lược thuật các tin vừa loan cờ của Hezbollah và bất kỳ tổ chức khủng bố nào khác sẽ bị cấm trong cuộc biểu tình ủng hộ Palestine vào ngày Chủ nhật. Những tên tội phạm có vũ trang đã giết chết ít nhất 70 người tại một thị trấn ở Haiti bằng súng trường tự động. Và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tạm dừng thu phí đường bộ khi đường xa xuống cấp không đạt chuẩn. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.